Vâng, bây giờ là kém 20, 12 giờ. Mình đang có mặt tại K34 với Kim Messi. Đây, Kim Messi chào mọi người đi. Ok. Đó, nay mình với Kim Messi ở đây làm cái clip mới. Clip trước là hướng dẫn cho anh em 10 kỹ năng đơn giản dễ dàng nhất. Mình làm với anh Long Kaka đó, các bạn nhớ anh Long Kaka thì có thể xem lại clip mình để trên góc này nha. Còn clip ngày hôm nay là phần 2, cũng là hướng dẫn 10 cái kỹ năng đơn giản dễ dàng nhất mà mình nghĩ là ai cũng có thể tập và ai cũng có thể làm được trong một một đất nhạc. Ok. Ê, các bạn nhớ nha, khi mà sau khi coi clip này xong á, các bạn nhớ là tập cái đúng cái khung giờ này nha. 11 giờ rưỡi, 11 giờ 45 phút. Bảo đảm khi các bạn tập cái giờ này các bạn sẽ vô đầu bạn Thôi lẹ thôi thôi thôi, vô vô tập trung, quay lẹ về ngủ nè. Ok, rồi, let's go. Hôm nay là chỉ có mình với Kim Messi quay thôi, chỉ có hai anh em mà không có quay phim. Nên thành ra là mình sẽ cho anh em trải nghiệm một cái chất lượng hình ảnh mà ở góc nhìn thứ nhất. Đó, các bạn đang nhập vào TVT Soccer và đây là Kim Messi. Đây, đi cái phía hình nào. dung đây là chân của anh em đi và đây là bóng của chúng ta. Ok, rồi động tác thứ nhất mình sẽ hướng dẫn cho anh em động tác tên là The Rolex, là một động tác mà Zinedine Zidane rất thường xuyên làm. Thì để thực hiện động tác này thì có 3 bước. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ rê trái bóng qua một hướng bên như thế này. Thì hậu vệ là chỗ anh kia Messi sẽ lao vào lấy trái bóng ở đây. Thì đồng thời mình phải bước lên, mình đạp lên bóng như thế này, kéo ngược về, đồng thời đặt trụ che. Ok, anh em thấy rõ đây không? Mình đặt trụ đây và chân này, chân không thuận sẽ đặt lên bóng, vòng ra phía sau lưng. Thì động tác này làm có thể làm được bất cứ điểm nào trên sân, không nhất thiết phải ở giữa hay ở hai cánh hay ở đâu cả, chỉ là một động tác nhử luôn. Cầu thủ đối phương dồn về phía bên trái, xong vòng ngược về, luồn qua. Rất là đơn giản, rất là đơn giản. Ok, anh Si làm thử. Ghê vậy, ghê vậy. Giờ các bạn đóng vai hậu vệ nè. Tác tiếp theo chúng ta sẽ đến với động tác Mercedes Spin. Anh sẽ thấy động tác đó không? Gần giống với roulette à. Bước thứ nhất chúng ta sẽ làm một cú dẫn banh xuống biên hoặc là ở đâu đó hướng hậu vệ vào cái hướng dẫn banh đó của mình. Rồi. Rồi, bước thứ hai là mình sẽ đặt trụ bằng chân không thuận và sử dụng chân thuận chặn bằng lòng bàn chân như thế này. Thấy rất là rõ nha. Ok, bước thứ ba đặt trụ đồng thời xoay người sang trái, sang theo hướng chân không thuận là chân trái của mình. Đồng thời chân trái sẽ bước vòng qua bóng, mở má ngoài ra. Bước ba là dùng má ngoài chân trái đá mạnh ra hướng di chuyển. Ok, suy nhìn có vẻ hoang mang dữ ta. Ok, mình làm lại ở đây nha. Rồi giờ các bạn sẽ xem ở một góc độ có thể thấy được toàn diện hơn nha. Yeah. Vừa mới nói xong đã làm được luôn. Thấy dễ không? Nếu anh em thấy dễ thì nhớ tập luyện nhé. Gần nhà đá là roulette các bạn. Ra ngoài. Yeah. Phá banh quá đi. Động tác tiếp theo, động tác the grab. Động tác the grab là Ronaldo rất hay làm, một người nữa đúng Jose Okocha, không? Okocha. Tuyển thủ Nigeria. Ok, Nigeria đồ. Bước 1 thì chúng ta sẽ kéo gầm, bóng sẽ lăn theo hướng từ chân thuận sang hướng chân không thuận. Đấy, kiểu vậy. Bước 2, lúc mà bóng đang lăn thì chúng ta làm một cái động tác giả vờ như là mình giặt hướng vào bên trong để hậu vệ bị luồn hướng vào, bị gãy vào phía trong á, kiểu như bị hậu vệ sẽ bị gãy vào phía trong. Đây, kéo qua, gạt qua, bóng lăn qua đây rồi nhấn bóng tiếp như góc như thế này. Đó, thì là một hai ba.
Messi làm thử nha. Ô cha. Rồi, động tác tiếp theo, một tác mà rất quen thuộc. Nhìn nè. Các bạn đồng biết động tác này của ai không? Messi biết của ai không? Ronaldinho. Rồi ai làm nữa? Ronaldo. Yeah, rất nhiều ngôi sao bóng đá thế giới làm động tác này, động tác tên Atletico. Bước 1, đẩy bóng ra ngoài và trong. Chân không rời khỏi quả bóng. Ha, nó vậy nè, miết bóng. Bước 2, thấy hậu vệ. Chỗ Messi đi. Hậu vệ bị dồn trọng tâm về hướng này thì chúng ta sẽ đá bằng mũi chân hướng ngược lại vậy ha. Ê ê, dễ không, dễ không, dễ. Messi làm thử nè. Ok, quá ngon. Ô, này là Hocus Focus rồi anh Si ơi, không phải là biến thể của Atletico đâu. Ok, rồi mọi người có thể xem mình đảo đây. Đây là bạn các bạn hậu vệ, là mình sẽ nhấn vào trong bằng móng ngoài. Mà khi các bạn bị đổ vào trong mình sẽ đá hướng lại. Wow. Rồi, sau khi mà anh em làm được động tác Atletico rồi, mình nghĩ là động tác này cũng sẽ dễ dàng với anh em thôi. Một tác mang tên Reverse Atletico. Thì nó cũng giống Atletico thôi. Atletico là má ngoài, má trong. Còn Reverse thì nó ngược lại, má trong, má ngoài. Ok, dễ không? Trong, ngoài. Nhớ nha, cả Atletico và Reverse Atletico là chân không rời khỏi quả bóng nha. Mình làm chậm thì có thể chân mình rời khỏi quả bóng một tí, nhưng mà thực chất cái động tác này là chân không rời khỏi quả bóng. Xì làm thử nha. 3, 2, 1. Ok. Ok, động tác Reverse Elastico. Nhớ tập luyện nha. Messi làm được, thi làm được thì các bạn cũng làm được. Bây giờ là một động tác của Neymar. Thì để làm động tác Neymar chớp thì chúng ta sẽ có hai bước thôi, nó cũng khá đơn giản. Bước 1 là sẽ kéo gầm từ bên này sang bên này. Mình là thuận chân phải nha. Rồi bước 2 mình sẽ đặt trụ chân phải phía trên quả bóng là để chắn cái đường cắt của hậu vệ vào quả bóng. Rồi đồng thời lấy gầm hoặc gót hoặc lồng gì đó đặt lên đá bóng ngược lại, bóng sẽ lăn vào phía sau chân trụ. Ok, đây. Thường là Neymar làm động tác này thì sẽ không phải đối diện trực tiếp với hậu vệ như thế này, mà là Neymar sẽ nhấn qua một góc như thế này và để cho hậu vệ dí theo. Thì lúc này anh ấy mới làm Neymar chớp, kéo qua hậu vệ dồn vào hướng này, gạt hướng ngược lại, dí vào trong. Ok. Một động tác cũng của Neymar, gọi là Neymar chip. Nó chỉ đơn giản là một cái dít mũi qua đầu thôi. Cũng khá đơn giản thì đó, kiểu giờ Messi vào đi. 3, 2, 1, dít qua. Ok, dùng mũi như thế này, hất bóng qua đầu hậu vệ, sau đó chạy theo. Thì để làm động tác này được dễ dàng và gọn nhất thì anh em cần phải đứng yên. Phải là bóng là bạn, các bạn phải giữ là nó đứng yên vậy nè. Hoặc bóng đang ngược về phía bạn, đang lăn ngược về phía bạn. Chứ còn bóng mà đang lăn phía trước thì hạn chế không thể làm động tác này được. Cái thứ hai á là các bạn cứ chú ý là này là hất má ngoài, chứ không phải hất mũi phía trước. Không phải là hất mũi để dít bóng qua đầu thủ môn, mà là đây. Đó, anh Si đây thì đi vào cái hướng ngược phía lưng của kia Messi. Nhưng Messi bước vào thì hất má ngoài ra nè. 3, 2, 1. Rồi, giờ Messi làm thử nha. 3, 2, 1, chơi. Yeah. Rồi, động tác tiếp theo, động tác dribbling 360. 300. 360 à? Yeah. Thôi, dribbling 360.
Thì bước 1 sẽ kéo gầm. Cái này người ta gọi là V-trap, đồng thời nhảy trụ. Rồi, lúc này là mình sẽ tì lưng mình vào đối thủ và hậu vệ ha. Rồi, khi mà hậu vệ có chiều hướng là bước lên để lấy cái bóng thì mình sẽ quay ngược ở phía sau thế này. Ok. À, động tác này là Shin Gardner làm rất nhiều. 1 2. Ở đây là dọc biên, sau lưng sẽ không có ai hết. Thì khi kéo đồng qua đây thì ở đây sẽ không ai ập vào ở đây. Chỉ có một đối thủ nhất ở đây thì mình xoay người mới dễ ha. Rồi, dribbling 360. Rồi, tiếp theo động tác stop and jump. Đó là một động tác đang đi tốc độ như thế này, sau đó dừng bóng lại, đồng thời đặt trụ đây. Tiếp theo là đá lòng gầm phía trong như thế này, đồng thời là bẻ gãy hậu vệ một cách hoàn toàn. Thường động tác này cũng hay dùng để đi biên. Đó, Kimasi đang ở đây và chặn hướng đi biên của mình. Rồi, thấy hậu vệ đang bám theo này thì mình dừng lại, hậu vệ bị gãy, mình đá vào trong, thoát khỏi hậu vệ. Để thấy rõ thì nó sẽ như thế này ha. Điền biên, dừng, đá trong. Ok, giờ là động tác cuối cùng. Một động tác rất nổi tiếng. Động tác tên là Sculpting. Rồi, động tác Sculpting. Nếu mà chưa xem thì có thể là mọi người có thể search Sculpting của Van Persie. Chỉ có hai bước thôi. Bước 1 là chúng ta sẽ làm một động tác ha, dùng lòng bàn chân với chân thuận miết bóng từ phải sang trái. Bước 2 là trong quá trình đang miết tới đây, ok, thì đồng thời lấy lòng bàn chân đá ngược về sau, đồng thời nhảy trụ. Captain. Yeah. Nói chung là tất cả những động tác nó cũng na ná giống nhau, nhưng mà nó có những cái khác biệt một tí, và cũng do các cầu thủ họ ứng dụng khác nhau nên cái tên khác nhau. Nhưng mà nó cũng tuân theo một số cái nguyên lý nhất định thôi, như là sử dụng tốc độ, động tác giả là dồn trọng tâm của hậu vệ vào một cái hướng động tác giả và đi hướng ngược lại. Rồi, đó là những nguyên lý cơ bản. Anh em có thể tự tập luyện để cải thiện kỹ năng cá nhân, và những cái động tác này nó cũng đơn giản. Chỉ có mình nghĩ là ở đây ai cũng có khả năng làm được cái động tác này rất là dễ dàng, nhưng mà nhiều khi mọi người vào sân mọi người quên, mọi người không ứng dụng, mọi người sợ bị người ta đốn chẳng hạn, hoặc là sợ bị huấn luyện viên la rầy vì mình thể hiện kỹ năng cá nhân của mình. Một bí quyết mình muốn chia sẻ với bạn là khi vào sân hãy tự tin thì mấy bạn mới làm được những động tác này. Yeah. Ok, rồi. Nếu anh em thấy video clip hay thì like. Và đừng quên subscribe channel YouTube của Theo Soccer, sẽ còn rất là nhiều video clip về hướng dẫn bóng đá. Và anh em có thể xem mình thi đấu, xem Kim Messi thi đấu, Đinh Thành Saka, King Hazard, vân vân và vân vân. Ok, mình là Phạm Trung Thi và đây là Kim Messi. Xin chào, hẹn gặp lại.